Một câu hỏi của anh Hùng, à, anh Hùng thì sản xuất nội thất gỗ bán xung quanh cái khu vực Hà Nội trong phạm vi khoảng bán kính 30 km, kinh doanh truyền thống, đi thị trường, xây dựng có mối quan hệ. Vấn đề đang gặp phải là chưa có một chân dung khách hàng, chạy quảng cáo tốn kém chi phí nhưng không có chuyển đổi. Đội ngũ nhân sự thì chưa có kỹ năng tốt để tư vấn sản phẩm. Rồi. Như vậy là trong trường hợp của anh Hùng đây là một mô hình kinh doanh rất truyền thống. Sản phẩm của anh anh có một xưởng sản xuất nội thất và sản phẩm của anh anh đang bán chắc à, có lẽ là bởi vì cái tính cạnh tranh của thị trường Hà Nội rất cao cho nên anh chọn bán xung quanh khu vực Hà Nội trong bán kính 30 km có nghĩa là về Hưng Yên có thể có ra Hải Dương Bắc Ninh đúng không ạ và đi thị trường qua mối quan hệ có nghĩa là ở đâu giới thiệu thì chúng ta tới và bây giờ anh chưa có chưa có một chân dung khách hàng chạy quảng cáo tốn kém và đội ngũ thì chưa có cách thức tư vấn hiệu quả nào trong trường hợp này của anh Hùng thì tại thời điểm bây giờ đây là cái vấn đề chung À, trong quá trình mà duy gặp rất nhiều chủ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua duy cảm thấy rằng là các doanh nghiệp các anh chị đang kinh doanh truyền thống theo cái cách thức truyền thống có nghĩa là chúng ta vẫn đi thị trường các anh chị vẫn là tiếp cận khách hàng thông qua mối quan hệ thì các anh chị đang cảm thấy bị choáng ngợp bởi vì sao bởi vì tại thời điểm bây giờ thì các đối thủ cạnh tranh của mình họ đã có cách thức để tiếp cận khách hàng một cách là chủ động hơn liên tục hơn dồn dập hơn theo nhiều phương diện hơn trong khi đó thì mình vẫn theo cách thức mà nó rất mất nhiều công sức. Ở đây Duy không nói rằng nó không hiệu quả, đúng không ạ? Việc mà chúng ta có sales, ở đây anh Hùng đang là có sales đi thị trường, thì nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà cái việc mà đi thị trường, đặc biệt là khi anh có cái đối tượng khách hàng của mình bán là quanh Hà Nội, thì những kênh online có thể là nó sẽ chưa tới được với họ, đúng không ạ? À, hoặc là anh, các anh chị đang uh, chưa biết cách làm nó như nào để, để nó hiệu quả. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì theo quan điểm của Duy chúng ta, mô hình kinh doanh nào các anh chị cũng đều có thể tiếp cận kênh online được. Tất nhiên cái tính hiệu quả của nó thì nó có thể nó sẽ có sự khác biệt. Nếu như anh chị tiếp cận vào những thị trường giống như là thị trường thành phố lớn, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, thì cái đối tượng khách hàng của anh chị là những người sử dụng kênh online nhiều hơn, thì các anh chị có khả năng tiếp cận họ nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta nếu mà các anh chị kinh doanh truyền thống mà các anh chị chỉ có đi thị trường thôi, thì các anh chị không không cần phải làm đến online thì nó không phải. Bởi vì bây giờ người người nhà nhà dùng TikTok. Đúng không? Người người nhà nhà dùng Facebook. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải thay đổi cái tư duy của mình trong cách thức làm marketing. Tại thời điểm bây giờ, marketing mà chỉ theo cách là đi thị trường thôi thì chúng ta đang bỏ lỡ rất nhiều cái chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là các anh chị đang bị các đối thủ cạnh tranh của mình họ tăng tốc hơn, hơn họ đi nhanh hơn bằng việc là áp dụng các cái kênh marketing hiện đại hơn để tiếp cận khách hàng. Và như vậy chúng ta đang bị lãng phí chi phí là như vậy ở đây vấn đề của anh hùng đưa ra là chưa có chân dung khách hàng mục tiêu khi mình làm kinh doanh nói chung và làm marketing nói riêng nếu như mà chúng ta không hiểu được chân dung khách hàng mục tiêu thì đó là cái điều nguy hiểm nhất trong hoạt động marketing lý do vì sao đó là bởi vì chúng ta đang không biết rằng mình phải bán cho ai nào ở đây ấy, thì khi mà chúng ta làm kinh doanh các chị cần phải nhớ rằng cái việc đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm tới là gì là thị trường và khách hàng chính là thị trường. Và công việc chúng ta là phải tìm ra được cái sản phẩm hoặc tạo ra được cái sản phẩm mà nó đúng với cái nhu cầu của thị trường đó. Thì chúng ta mới có thể bán hàng thành công được. Đấy không ạ? Ví dụ như trong trường hợp của anh Hùng ở đây, anh sản xuất nội thất, đồ gỗ nội thất. Vậy thì nếu như anh tập trung vào những cái thị trường xung quanh Hà Nội trong phạm vi bán kính 30 km, thì có nghĩa rằng anh đã khoanh vùng được là cái đối tượng khách hàng của mình đang tập trung tại những khu vực nào. Và tại mỗi một khu vực như vậy thì cái đặc điểm khách hàng của mình họ có đặc điểm gì khác biệt. Ví dụ, khách hàng tại Hải Dương có thể là khách có cái nhu cầu khác nội thất của Hưng Yên, khác với Bắc Giang, đúng không? ví dụ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một vùng miền sẽ có một đặc, đặc, trưng riêng, đặc biệt là cái sản phẩm về nội, gỗ nội thất mang tính chất là về thẩm mỹ, thế là lại càng có sự khác biệt. Ngay cả có một cái bộ bàn ghế gỗ thôi, nhưng mà ở các cái khu vực, các cái làng sản xuất nghệ nhân, nghệ à, cái nghề gỗ khác nhau thì nó cũng sẽ có những cái cách thức khác nhau cho nên ở đây chúng ta sẽ cần phải hiểu xem là cái sản phẩm của mình nó phù hợp với ai. Trong trường hợp này thì duy tiên rằng là đối với anh hùng anh có cái xưởng sản xuất nội thất thì có lẽ là anh sẽ theo một cái phong cách cụ thể nào đấy. Duy không có nhiều thông tin cho nên ở đây chỉ có thể phân tích một cách tổng quan như vậy. Giống như là các anh chị ở gỗ đồng kỵ đi chẳng hạn, đúng không ạ? thì các anh chị sẽ có cái phong cách làm sản xuất gỗ theo cách thức như vậy. Thế thì à, có nghĩa rằng các anh chị đang có cái điểm khác biệt. Vậy thì mình phải xem xem là cái khách hàng của mình ai. Sẽ là người hứng thú với cái sản phẩm gỗ đó Và cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là xem xem Cái đối tượng khách hàng nào sẽ là người thích mua sản phẩm gỗ đồng kỵ Lấy Ví dụ như vậy Thì công việc đầu tiên của chúng ta đó là vẽ ra cái chân dung khách hàng này Được không? Giả sử, ví dụ nhỉ à, Giả sử anh đánh giá rằng là sau khi đi quan sát toàn bộ những khu vực xung quanh Hà Nội Thì có cái khu vực um, Ví dụ như là Bắc Ninh đi Được không? Ví dụ thôi là họ trong đó có một cái thị hiếu, một cái sở thích đó là sử dụng cái loại gỗ hoặc là cái phong cách đóng gỗ, được không ạ? Đóng đồ gỗ, đồ nội thất theo những cách mà anh đang có. Và sau đó chúng ta đi vào sâu hơn, chúng ta tìm hiểu xem là vậy thì họ là những người như thế nào? Cái lý do gì mà họ lại chọn cái đồ gỗ như vậy? Và thường thì họ sẽ ưa thích những sản phẩm gỗ như của anh đang cung cấp ra bên ngoài. Thì nó có đặc điểm gì? Được không ạ? Có nghĩa rằng mình đang xây dựng ra một hình ảnh Uh, cụ thể hơn rằng tôi đang bán cái sản phẩm cho cái đối tượng khách hàng là những người như thế này Ví dụ họ đang là những người mà uh, có thể là kinh doanh tự do tại cái khu vực thị trấn thị xã Và họ là những người thích cái kiểu văn hoa họa tiết thiết kế theo cái kiểu, kiểu gì đấy Và họ thường chi ra một cái khoản tiền khoảng là ví dụ như 30 triệu đồng cho một cái bộ bàn thờ hay là chi ra 20 triệu đồng cho một cái tủ gỗ và cái phong cách thiết kế mà họ thích thường hay mua nó là như thế này và cái cách thức mà tôi có thể à, cái cách thức mà họ lựa chọn cái sản phẩm đó là họ có thể họ đến các cái cửa hàng để không ạ hay là họ nghe bạn bè giới thiệu hay là họ xem những cái uh, video review ở trên kênh Facebook vân vân kiểu kiểu như thế thì công việc của chúng ta ở đây các anh chị bán bất cứ một sản phẩm gì duy lấy ví dụ ở đây của anh Hùng thôi nhưng mà chúng ta bán bất cứ gì, một sản phẩm gì cũng như vậy, chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ xem mình đang bán hàng cho ai. Đây là vấn đề mà Duy tin rằng ở đây có nhiều anh chị cũng chưa cũng chưa hiểu rõ khách hàng của mình. Khi mà Duy hỏi câu hỏi này thì rất nhiều các anh chị trả lời là tôi bán hàng cho tất cả mọi người hay tôi bán hàng cho chị em phụ nữ từ 18 tuổi trở lên bởi vì tôi bán những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, đúng không ạ? Và sản phẩm sức khỏe của tôi sẽ tốt cho cả nam cả nữ và miễn là cái độ tuổi trên 18 tuổi. Thì tôi có thể bán được cho họ, nhưng mà thực sự là cái sản phẩm đó nếu mà chúng ta nói cái sản phẩm của mình tốt cho tất cả mọi người thì có nghĩa rằng mọi người sẽ nghĩ rằng nó là không tốt cho ai cả bởi vì sao bởi vì là à, cái, cái cái đối tượng khách hàng của chúng ta họ sẽ cần phải hiểu rõ được cái sản phẩm anh chị nó giúp họ như thế nào bởi vì khách hàng nào họ cũng sẽ có cái mong muốn tôi mong muốn là sản phẩm gỗ của tôi phải làm bằng gỗ này gỗ lim gỗ sến gỗ táo thiết kế như này khảm đạm khảm chai tôi muốn cái ngân sách khoảng như thế này cái độ bền nó như thế này và các cái dịch vụ đi kèm của nó như thế này. Thì khi chúng ta đưa ra được cái lời chào mời đó mà duy gọi đó là cái giải pháp cái giá trị cho khách hàng và khách hàng cảm thấy phù hợp thì họ mới ra quyết định. Chứ không phải là mình đưa đến cho khách hàng một cái một cái bộ uh, catalog trong đấy có khoảng một, 20 hoặc là 30 những cái sản phẩm thiết kế đồ, đồ gỗ khác nhau thì khách hàng thích chọn cái nào tôi cung cấp cái đó. Cái đó nó rất rủi ro bởi vì là ở đây anh có nói là chạy quảng cáo tốn kém chi phí nhưng không có chuyển đổi. Là bởi vì chúng ta đang chạy quảng cáo chủ yếu là bán về sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ anh có thể anh theo duy hình dung có lẽ là anh đang đưa ra một cái sản phẩm với cái bộ nội thất của mình. Và anh chạy quảng cáo cho nó, có thể là giảm giá, có thể là giá giật gân, giá ưu đãi gì gì đấy. Nhưng vấn đề là cái sản phẩm anh lựa chọn ra đó nó không phải là cái sản phẩm mà đối tượng khách hàng của anh họ đang quan tâm thì họ nhìn thấy họ cũng họ cũng lướt qua. Bởi vì nó không nằm trong cái sự quan tâm khách hàng. Cho cái việc mà xây dựng chuyên môn khách hàng mục tiêu nó rất là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xây dựng được phần này? Thì lời khuyên của Duy á, với các anh chị một cách đơn giản nhất, một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất để các anh chị có thể làm được điều này. Đấy là quay ngược trở lại với khách hàng mà mình đã từng bán được đấy. Được không ạ? Các anh chị có thể là khảo sát 10, 20 khách hàng, quay lại những khách hàng mà các anh chị đã từng bán sản phẩm của anh chị cho họ. Gặp khách hàng của mình và nói rằng là Chào anh, chào chị, cảm ơn anh chị đã ư, ưu ái, ưu tiên, tin tưởng sử dụng sản phẩm đồ gỗ của bên chúng tôi. Và hôm nay tôi gọi cho các anh chị, hoặc tôi muốn đến gặp các anh chị với mục tiêu là để thứ nhất là để xem xem à, tại thời điểm à, các anh chị đang cảm thấy như thế nào với các sản phẩm mà chúng ta đã đóng từ năm ngoái, năm kia. Đúng không? Thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn hiểu rõ xem là bây giờ với nhu cầu các anh chị sau một thời gian sử dụng, các anh chị có phản hồi như thế nào về sản phẩm. Và thứ ba nữa là các anh chị có thể chia sẻ giúp tôi, chúng tôi là À, cái lý do gì mà anh đã, anh chị lại lựa chọn cái đơn vị chúng tôi là đơn vị cung cấp à, sản phẩm cho các anh chị. Thì những khách hàng đó họ sẽ chia sẻ với anh chị rất nhiều những thông tin quan trọng. Ví dụ họ sẽ nói với anh chị là tôi chọn cái đơn vị của anh là bởi vì cái điều này. Tôi chọn cái đơn vị của anh bởi vì cái uy tín. Tôi chọn đơn vị của anh bởi vì anh có cái cửa hàng. Tôi chọn đơn vị của anh bởi vì anh có cái thiết kế mà tôi mong muốn. Và tôi chọn đơn vị của anh chỉ đơn giản bởi vì tôi thích cái màu sắc của cái cái nội thất đấy mà các bên khác không có. Được không ạ? Thì khi các anh chị tổng hợp lại tất cả những cái thông tin mà mình khảo sát được như vậy, thì các anh chị sẽ có một cái bộ sưu tập những điều mà khách hàng đã thực sự mua sản phẩm của anh chị rồi họ ra quyết định bởi cái điều đấy thì chúng ta sẽ dùng những cái yếu tố đó để có thể tiếp cận khách hàng mới được không ạ hoặc là các anh chị có thể là trao đổi với khách hàng mà những người họ biết đến các anh chị nhưng sau đó họ không ra quyết định mua các anh chị có thể trao đổi với họ và nói rằng là uh, em biết là anh đã ra quyết định mua sản phẩm khác thì em cũng rất muốn biết là cái lý do vì sao mà anh lại quyết định không ra quyết định mua của bên em. Mục tiêu là để em có thể em hiểu rõ hơn để lần tới nếu như có khách hàng giống như anh có quay trở lại hoặc là các khách hàng khác, khác tương tự thì bên em cũng sẽ đưa ra những sản phẩm phù hợp để anh không cần phải đi tìm một cái nơi xa nào nữa. Thì các anh chị sẽ nghe những phản hồi là tại sao họ lại không mua của các anh chị. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái tổng hợp là đâu là những điểm mạnh và đâu là những điểm chưa mạnh và đâu là những yếu tố mà khách hàng họ ra quyết định khi mua một sản phẩm nào đấy. Thì khi đó các anh chị sẽ có thể xây dựng được chân dung khách hàng mục tiêu của mình. Và đồng thời các anh chị sẽ quay ngược trở lại xem là các khách hàng của mình họ có đặc điểm gì chung, đúng không ạ? Họ hay sống ở những khu vực nào đấy, ví dụ như là khu vực có chung cư hoặc là khu biệt thự hay là họ hay có làm cái công việc cụ thể nào đó hoặc là họ có những cái sở thích chung nào đấy. Thì khi anh chị biết những cái đặc điểm chung như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận những cái đối tượng khách hàng dựa trên những cái đặc điểm chung như đó, như vậy. Thì các anh chị cũng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn cái đối tượng khách hàng của mình, được không ạ? Và khi chúng ta hiểu được chân dung khách hàng mục tiêu của mình như vậy rồi thì các anh chị mới có thể đưa ra cái thông điệp marketing nó cụ thể và nó chính xác nhất. nếu ạ? Khách hàng mà thích gỗ khảm trai thì trong cái 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 video quảng cáo của anh chị hoặc là cái hình ảnh quảng cáo của anh chị nó cũng phải là cái thông tin như vậy thì nó mới hiệu quả được. Bởi vì cái quảng cáo nó chỉ có thể hiệu quả khi mà cái content của nó nó tốt. Đúng không ạ? Các anh chị có thể đi Um, chạy đi làm những cái hoạt động quảng cáo, tức là các anh chị có thể thuê những đơn vị agency, họ chạy có thể họ hiểu rất am hiểu về kỹ thuật là tôi chọn đối tượng khách hàng thế này thế kia và để sau đó họ đưa được cái cái quảng cáo của chị đến đến trước mặt của khách hàng của mình. Nhưng nếu như cái nội dung của trong đó nó không hấp dẫn thì khách hàng cũng sẽ không chuyển đổi. Cho nên cái content là cái nội dung của quảng cáo rất quan trọng. Vì vậy cho nên là qua cái phần chia sẻ của anh Hùng với câu hỏi của anh Hùng như vậy, à, cô giữ có lời khuyên cho chị như này nếu như các anh chị muốn làm marketing hiệu quả thì chúng ta cần trước khi làm marketing chúng ta sẽ cần phải làm hai việc việc thứ nhất đó là các anh chị sẽ cần phải quay ngược trở lại hiểu rõ xem đối tượng khách hàng mục tiêu của mình bây giờ họ đã thay đổi như thế nào họ đang thay đổi như thế nào họ đang có cái nhu cầu mới ra làm sao đúng không ạ và chúng ta phải xác định xem là cái tệp khách hàng nào là tệp khách hàng tiềm năng nhất và tối ưu nhất cho mình đúng không ạ thì chúng ta mới tập trung vào xem xem là à cái thị trường này mới là thị trường mà tôi muốn tập trung vào trước